Rồi, khui quà xong rồi nha mọi người. Thì ai thiếu quà thì nhớ ai nãy giờ nha. Nó chưa có đưa tới đây. Tới con ốm là hết rồi. Sợ bóng hả? Sợ bóng không? Không sợ. Trời ơi, cái trái bóng này bể làm sao sợ bằng mà anh bị bể bóng. Nè chị em BD. Chị em BD xuống đánh cho ổ bóng đây. Wow, con bóng chữ kìa. Để đây đung đi, có hay chồng chê. Nổ đùng đùng rồi đó. Còn tôi thì đang make up nha mọi người. Cái view ngồi make up hơi bị đỉnh nha. Cái view ngồi make up nha. Dễ thương không mọi người, và đây sẽ là giao diện của Emmy. Emmy cảm thấy rất là hạnh phúc và cái sinh nhật lần này thật sự rất là ý nghĩa khi mà Emmy lần đầu tiên được mặc trên người chính cái thiết kế của mình trong ngày sinh nhật của mình nha mọi người. Trời ơi, xinh lắm mọi người. Mới đầu là Emmy tính thiết kế cho nó phức tạp chút xíu, rồi chị Sưởng sẽ may cái hai đầm này để làm quà sinh nhật cho Emmy thôi. Nhưng mà để xem mọi người có thích cái mẫu này hay không thì Emmy sẽ quyết định làm bán cho mọi người. Xinh xỉu luôn mọi người nè. Ôi. Rồi gắn thêm cái tóc giả này nữa cho nó đỡ phải mất thời gian làm tóc nha. Ok, bây giờ đi ra ngoài coi tụi nó chuẩn bị tới đâu, tụi nó đang làm cái gì nha mọi người. Trời ơi, nó chụp hình ở ngoài bãi biển, nó tưởng nó là đang sinh nhật, đang đám cưới của Đông Nhi rồi đó mọi người. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Đi em ơi. Mọi người hãy cùng mở đèn flash của mọi người lên đi ạ. Happy birthday to you. Mang dép cho mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của diễn viên Văn Tú. Ôi, diễn có áo trắng. Diễn cái dòng áo trắng. Ok mọi người, quay gần gần đây cho mọi người xem. Đây là bánh sinh nhật mà tự tay hậu làm cho mình, cho mọi người thiết kế cho mình. Nhìn cái bánh là biết làm cho ai liền. Không có nơ miếng nào chứ. Không có nơ miếng nào chứ. Nhìn cái bánh là biết làm cho ai liền nha mọi người. Chưa. Cái gì dữ là trời. Cái gì dữ hả? Chưa. Mọi người phải đem quà nha. Quà đâu? Wow. Ok mọi người, trong buổi tiệc sinh nhật này cũng vậy. Thì món quà là đầu câu chuyện, phải không? Thì có người đến, có người đi mà có người ở lại mọi người. Giữ rồi. Nó mua chỗ mà. Nó mua dưới đây mà. Tại sao? Quà giữ mọi người ơi. Giữ luôn. Ok. Đó đi. Đâu không phải đám cưới đâu nha. Đó đi á. Mọi người hét nha mọi người. Chết rồi, đèn flash quá trời. Ước gì có một cái máy ảnh nào quay xuống dưới đèn thấy mọi người nè. Happy birthday to you. Giá gì nữa? Giá gì nữa? Giá gì nữa?
Thì nếu như bây giờ tôi sẽ nói với member của Kiên Giang nha. Thì nếu như mọi người mà xem Emmy từ những cái vlog đầu tiên thì mọi người sẽ biết Emmy là một người rất là quan trọng những ngày sinh nhật mọi người. Và những người mà có mặt trong sinh nhật của Emmy không bỏ lỡ và ghi nhớ nó thì đối với Emmy là một người rất là quan trọng. Và Emmy sẽ phải giữ lấy họ suốt cuộc đời này. Và đặc biệt đại diện gọi là tiêu biểu là những người đang ngồi ở đây. Ok, rồi. Cảm động quá. Sao? Nguyên đám trước cho anh đang làm thách đeo á, mình của mình nè. Dạ anh chụp trước nha. Chụp nha. Ok. 1 2 3. 2 3. Rồi. Rồi, để coi thử. Không. Đang quay lóc. Không em ơi, này là từ đầu chị đã nói rồi, mình chị bàn giao rồi. Ôi, lúc cái gì không có gì chụp chụp như mà ha. Rồi, chụp chụp. Rồi, để 5 phút rồi. Rồi nè, rồi. Giống này xàm dữ vậy. Cái gì vậy? Cái mày. Ok. Ai muốn chụp với một mình em á hậu? Không, chụp lẻ đi. Thổi gì à? Ủa ba chị không có cho hả? Ba chị không có cho hả? Ba chị cả anh cũng kỹ. Ôi trời ơi, ta làm cái đầu người ta vậy mà câu cổ. Ê, đừng có chụp cái đầu tao coi. Uống chơi hụt hạt mày ơi. Mình còn một concept nữa nha, ở đây là một hay ra ngoài nữa. Có giật cờ đâu? Hả? Có giật cờ đúng không? Có giật cấp giả đó nè. Nè, em ông ơi, em cầm chữ Y. Còn anh cầm chữ E là yêu em. Chữ E. Chữ giờ E. Giống như là đánh cá rồi đúng không? Không khác gì cả. Một dĩa 300-400 không đó. Cơm không hơn không gửi. Năm cơm là 150, mọi người nói chung là bức xúc nhiều cái. Mọi người có rất là nhiều thứ nó không hay ho đã diễn ra. Có thể gọi đó là một cái rủi ro mọi người à. Nhưng mà hôm nay để ngày vui thêm phần trọn vẹn thì chúng ta sẽ không nhắc đến. Qua tới vlog ngày mai nó sẽ là qua tập 2 rồi, em mình sẽ bắt đầu nói rõ hơn. Và nó sẽ thật sự là review nha mọi người. Nói rõ cho người nghe những trải nghiệm của em mình tại nơi đây. Nhỏ nhỏ nó lớn quá tới những người biển. Hôm nay không thật ra. Nè, ôi trời ơi, ngồi điểm. Đúng sao? Cô ấy ông ơi chủ quyền à? Không, cái lúc này là tao phải nói câu tụi mày đồ bỏ chứ không tạm xin đáng làm chồng tao thôi. Sao đi về đó thôi. Cộng đồng mạng vô comment chửi tao quá trời. Cộng đồng mạng vô comment mấy thằng đó nói trong bụng chửi tới thằng này mới dám yêu bà. Tao tao vô chữ hai bên chữ lộ bung rùm trên TikTok hết trơn. Hai ba. Thôi tao tuyên bố lý do. Mẹ biết mẹ buồn đó, cái này. Happy birthday. Mưa không? Có mưa cũng không được. Ngồi sống bên cần dương. Ok mọi người, bây giờ tụi mình quyết định là sẽ xuống dưới biển và chụp thêm một cần xét nữa với lại cái outfit ra. Tao mát mẹ bây giờ. Nói chuyện với con này đó, nó một mình đó chị. Mẹ không có buồn. Bạn lại đi. Okay. Ok mọi người, và bây giờ tụi mình quyết định là sẽ xuống dưới biển để chụp thêm một concept nữa. Tại vì dù gì tụi mình đi Hòn Sơn là cũng muốn kiểu chụp hình dưới biển đó mọi người. Mà không không ngờ ngồi trong cái nhà ăn công nhân này nè. Rồi, tốt. Mẹ mì đã có mua pháo hoa lậu. Ngoan quá. Đẹp lắm đó Nguyên. Gì đó. Rồi đứng ngay chân đó nghe, đứng ngay chân đó nghe. Ôi, đúng con sếp luôn nè, đẹp nè, quá. Ai cầm thì em. Tôi cầm. Quay clip, quay clip. Quay clip bao rồi cắt ra.
Cầm lên như bó nhang gì nè, rồi đốt cho phát lẹ đi. Ngày hôm nay ta cùng hợp quán nơi đây. Mọi người bên nhau ta hạnh phúc sinh nhật. Một tay ba ta cùng thôi tắt đây. Happy birthday, happy birthday to you. Rồi đứng yên chụp hình, yên chụp hình. Cười đi. Trời, cây cũng bớt hình cây nhang rồi kìa. Chụp đẹp đẹp á anh, đừng có chụp giống như ngoại cảnh nha. Chụp lấy phần trên thôi cũng được. Cười lên em. Cười vui lên. Nhìn nhau cười ha hả. Rồi đúng rồi, phét lên, phét lên. 2, 3 ha hả. Nè 1, 2, 3 ha hả nha. 2, 3 ha hả. Trời, nhớ cho 2, nhớ cho 2. Chụp với bên em. Rồi phết lên 2, phết lên 2, 3. Rồi. Trời ơi trời. Khác liền luôn cái trời. Nữa. Cô bé Thiên Giang đi lâu quá chưa làm cái nhà. Nhớ không? 2, 3, cô bé Thiên Giang. Đấy. Anh để, anh cầm nha. Anh bị trả rồi. Rồi, 1, 2, 2, 3, cười. Smile. Tươi lên, tươi lên. Anh Tài tự nhiên lên coi mặt đó vậy. Cầm số 3 xấu quá, trời xấu rồi. Cầm số 3 quá, xấu quá nè, rồi nè, cầm ở bên nè. Hông số 3 gì nè. Ừ. Lên nhìn giỡn chứ là chụp hình với coi. Quyên có một cái luật lệ là không bao giờ ăn bánh kem của Quyên. Có nghĩa thà để hư, để thúi chứ không được ăn. Tại vì đó là một biểu tượng, đúng không? Dân chứng sống hỏi mớt đi. 5 năm rồi. Mỗi lần sinh nhật là nhập tủ bánh kem để bao lâu? Không ăn ăn em đó. Còn riêng cái bánh kem này sẽ đạt kỷ lục. Bình thường bánh kem mình sẽ để 1-2 tuần. Đó, cho nó móc và bỏ. Như bánh kem này quá đẹp, em mình quyết định để 1 tháng. Ý là hồi nhỏ rồi. Nhân chứng sống 2-3 tuần gì cũng không được đụng vô nha. Ủa, ví dụ hồi nhỏ đãi sinh nhật lớp này kia rồi tới ăn cũng nói vậy luôn hả? Đem về. Rồi ok mọi người, và đây sẽ là cái phần mà em bị rất là mong chờ. Đó chính là phần con bóc quà. Ok mọi người, cái bánh kem này thì hồi đầu em bị đã giới thiệu rồi là của anh Hậu Burger. Anh Hậu làm tặng cho em cái bánh kem này. Hồi năm ngoái thì Hậu cũng có hứa với mình là sẽ làm cho mình tặng một bánh kem, nhưng mà năm ngoái dịch đó mọi người. Hả? À, năm ngoái mì khóc đó mọi người nhớ không? Đây là hoa của ông xã. Cho mọi người coi nè. Đây là hoa của ông xã nha. Được tặng của ai? Được đặt từ của ai luôn? Được đặt từ của anh Hậu nha. Nó đặt lén đặt lúc rồi. Cái này cũng là quà của ông xã. Vậy em bóc cho mọi người. Cái này thì không bất ngờ, tại vì em thích cái này lâu rồi mọi người. Không bất ngờ mà gì đó. Cái gì vậy la vậy? Ôi. Sợ quá. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Thôi kìa mọi người, vỗ tay kìa. Ôi, một cái gì luôn. Versace. Một cái chai nước hoa mì rất là thích mọi người. Bây giờ cho người miếng đi.
đây để quay quay với từ chứng kiến mọi người. Vừa xa chè luôn, vừa xa chè cho bộ học của hổng cho mình thấy đây có hử thử quá trời chứ. Vừa xa chè. Trời mọi người tiếc tiền lâu chứ không có dám mua đó. Ủa tiền đâu tại mua vậy? Có mũi đèn. Thơm lắm luôn á. Nhưng mà thôi để chuyện nào cũng có dịp. Thôi để nào có dịp xịt rồi lại bu bu lại thử nha. Đúng rồi, cũng không tin về cho xịt mũi rồi. À, cảm ơn ông xã nha. Trời, cái gì tới cái gì luôn, hàng gì mặt phù lù. Nó nói gì kìa? Hàng gì mặt phù lù. Kỹ hơn gì nữa. Đúng rồi, mấy kiểu kỳ kỳ gì á. Ok. Tiếp đến, thôi để cái này nó giờ thắc mắc đứa nào mà nó không kịp đi gói quà nè. Cái gì vậy? Tự nhiên nó tặng ra màu xanh là một đứa nó không có hiểu tao lắm. Tặng mấy cuộn dây điện cái gì? Cái gì? Nói gì á trời ơi. Cái gì vậy? Cuộn dây điện cầu vô bắt đèn. Không, để nói mọi người nghe, em là không có thích màu nào khác ngoài màu hồng hết, nhưng mà cái tông màu xanh này nó cũng pastel. Nó cũng là pastel. Thì cái này là một cái cuộn tặng em đòn hút nữa. Nói vô. Rồi, đó này ai vậy? Không biết luôn. Đó đi, đó đi, đó đi. Có 12 người cũng đúng, đúng. Tưởng đâu cái này có 12 ngàn. Để ý nha. Phải chính xác ai chỉ để mặt luôn. Mốt. Mi hả? Bèo với bòm, bèo với bèo. Mi thiếu. Chắc mốt mà. Đồ quại thì hết rồi là cái màu hồng mới đẹp. Đây, đóng quại gì không đẹp cho nên là mới chọn màu xanh á. Nhưng mà hồng nó đẹp là chê hả? Rồi giờ tặng nước lên đi, dạ tặng nước lên đi. Mở. Tiếp tục. Cũng là người trước đi. Thôi cái hộp nhỏ trước đi, cái này của ai vậy? Khui ra thử coi. Bạn Mỹ Linh với Thịnh hả? Đúng không nào? Xé cho mạnh bạo. Rồi nó nói cái mạnh rồi đấy. Đi sinh nhật của. Bèo hả? Đứa ghé hàng năm 7-8 vậy. Gì vậy? Dễ thương. Dễ thương. Bèo, bèo đợt hả? Ai hả? Công chúa thắng cầu. Con chúa hả? Trời trời trời. Không, không con chúa. Cái này phải con là chúa. Không hiểu ý chị là con trai nào làm chị muốn là con trai chứ muốn cái này là của đồng hồng. Rồi vậy là LGBT rồi. Cái này là lết đó. Cái này là lết đó giờ bữa nó có cái đâu môi rồi trời. Đó. Cái này ngôi nhà, ngôi nhà LGBT mà. Không. Chơi chung thôi chứ kỳ thị đó. Trời, là cái buổi hôm nay là cái buổi mà mắt mang những nguyên á. Thôi phao đời. Tiếp theo. Tự ôm đi trai ôm. Rồi tự ôm. Tự ôm luôn. Quà thì tự ôm luôn. Hai bằng luôn. Cái gì vậy chị? Má là tặng cái bờ hình. Cái lâm chí tịnh. Cái gì vậy? Cái lâm chí tịnh tặng cái bờ hình đó chị nè. Chị em nhé. Giúp gì hơn? Em nói cho đi chị. Em nói rồi vợ chồng quà rất là thiết chị, không? Tâm lý lắm chị. Em lý, rất là tâm lý. Gói yên ương, đúng không? Cái mụn cái gì đó. Thiết tâm chị, cho chị ngồi lên chị đánh máy. Em lấy Mỹ Linh nè. Lấy dũng thì mày hiểu chị. Lấy Mỹ Linh, lấy Mỹ Linh. Ngồi lên mình đánh máy chị. Là tụi em biết là chị cái đó mẹ rất là thoải mái lắm á. Rồi em biết video chị biết sao nhiều, nó sợ. Có cái trái dâu nhưng mà nhỏ chị bự chị hẳn này. Ôi là trời, món quà rất là thiết thực nha mọi người. Rồi cái món quà mừng nhất để lót đi xe về luôn đó. Trời, để lót hay chạy Sài Gòn đó. Ra đừng nói mua đồ em bị tao rỉ tặng được cho bao người tặng. Quay hưng một cái. Ông thùng tử này chắc là tao. Gì vậy? Khui to ra luôn tao. Ôi, con heo. Khui là bự lắm. Con heo. Con heo bự tròn tròn hả? Ừ. Ừ. Tặng vậy? Của hoài với beo phải không? Ừ. Rồi đứa thằng nữa chia tiền cho. Mở ra, mở ra. Thôi mở ra xong chia tiền về. Bự gì nè? Con tròn hả? Là con heo con dài vậy? Con heo tròn bự gì nè? Rồi vậy là cứ tới hai con heo lận. Mày một con á? Không. Tại bố hổng tài tặng con dài. Rồi khui quà xong rồi nha mọi người. Thì ai thiếu quà thì nhớ nãy giờ nha. Thì ai á? Ủa mọi người ơi. Quà là gì? À, mọi người nói nào nói chứ nãy ai thiếu quà thì lúc mà tắm biển có thủ thủy nói nhỏ tôi mi tiền nói nhỏ là ai ngồi giả bộ bấm bấm ngồi ngoài mọi người. Tại không ai nói gì em.
chị nó giỡn á. Bữa sau không có đủ. Nó giỡn thôi chứ chị em mình. Không, em chụp cái bánh kem. Ở đâu nè, không rồi. Chết rồi, lục đục rồi. Thôi, chị không đúc, chị không thích chị đâu. Chị không thích lúc này lục đục chị đâu. Mà quý, chị không có quan trọng mấy cái này, chị nói thiệt. Mà còn nhớ sinh nhật cưng á, chị làm bất ngờ cưng Đà Lạt này kia không? Ví dụ cưng không cưng mà biết đều. Cái đó tôi đồng ý, cũng qua có là. Ừ, ví dụ mà cưng mà biết đều. Không, chị nói vậy thôi, chứ cưng còn nhỏ chứ không có chắc. Hả, cưng còn nhỏ. Nói vậy thôi, nói vậy thôi. Cưng còn nhỏ chứ không có chắc, mà mấy cái này là khoảng 4-5 tuổi nó cũng biết. Thôi nó giỡn rồi rồi. Thì xong quý rồi hiện tí với My tử trèo nghe. Công chúa người ta mới chơi đó. Công chúa người ta mới chơi mấy bữa đó. Mới thân gần đây. Công chúa ta mới thân gần đây đó. My tí. Rồi cảm ơn mọi người. Em và của ông cả là giá trị nhất. Giá trị tinh thần. Đúng 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 đúng. Đúng. Coi My Linh nói nè. Sao? Con đi xạo dữ rồi trời. Ok mọi người, và đây sẽ là cái trò chơi tiếp theo trong cái story 2 ngày 1 đêm sinh nhật Hồng Sơn nha mọi người. Và trò chơi này á thì hồi sáng tới giờ tụi mình đã hoạt động tay chân quá nhiều rồi. Và trò chơi này là trò chơi tư duy nha mọi người. Đó, chúng ta sẽ đấu đá nhau bằng cái sự sáng tạo. Ủa luôn, bằng cái chất xám nha mọi người. Rồi, hồi sáng á là đội của Bèo thua, đội của Mì thắng. Rồi đứng lên đây. Ok, và hỏi khoảng rồi nè. Nó nghe hút bòi. Ok, và trò chơi tiếp theo có tên là Tam Sao Thất Bản. Ok, một cái trò chơi rất là quen thuộc trong tất cả những cái chương trình game show. Đó, có nghĩa là tụi mình sẽ truyền một cái câu nói. Và câu nói đó trong cái trò chơi Tam Sao Thất Bản này tụi mình đã chọn một cái chủ đề, đó chính là ca dao tục ngữ Việt Nam nha mọi người. Rồi, ok, bây giờ trước khi mà vô thì bây giờ tụi mình sẽ họp team. Rồi, Thân Sao Hùng Bước. Mẹ ấm Tình Nguyên. Tình Nguyên. Mẹ ấm Con Mớm Hùng Chúa. Rồi. Nãy ngu quá à. Nãy không biết đâu. Mỹ Linh. Biết gì giờ Mỹ Linh không biết chị chưa? Mỹ Linh chưa. Trời ơi, trời ơi, xong quay bên này trời. Rồi. Thấy không? Ở đây con ngồi cũng quay quay ngạo quỷ. Mày nhớ con quỷ không? Mày muốn gì? Con này được nè. Xỉu à. Rồi xỉn thần đi. Khó lại. Rồi bắt đầu đi. Ok mọi người. Bây giờ đây là tụi nó đang trong cái quá trình mà phơi hút hết trơn rồi nha mọi người. Ok. 3, 2, 1, go. Rồi. Rồi bấm giờ. Ăn cá nhả xương. Ăn cá nhả xương. Ăn cá 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 nhả xương. Quan nhạc nha. Nhả xương. Nhả xương. Thôi rồi đi vô. Thôi rồi đi vô. Ăn cá nhả xương đồ nước chậm. Ăn cá ăn cá nhả xương. Nhả xương. Nhả xương. Nhả. Ăn cá dưới nước. Ăn cá nhả xương. Đường nuốt chậm. Hết thời gian rồi bắt đầu. Bật cái nào căng căng á, cái này vẫn còn nghe. Mấy má nói chưa rồi kìa. Rồi ok. Cái gì vậy? Nào đập đá vậy? Nói gì vừa nghe thôi. Lâm. 1, 2, 3. Bao vậy nha. Đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn. Không nghe. Không nghe được. Đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn. Vợ chồng hết giờ. Đồng vợ
vợ. Chồng. Đồng vợ đồng chồng. Đồng tác bị tác biển. Đông cũng cạn. Đọc lại. Đồng vợ đồng chồng. À đồng vợ đồng chồng. Tác biển đông cũng cạn. Đồng đồng vợ đồng chồng. Cái hả? Tác biển đông cũng cạn. Ừ. Rồi. Ngồi tiếp. Đồng vợ đồng chồng. Tác biển đông. Đồng, là lớn à. Đồng đồng vợ đồng vợ đồng vợ đồng chồng. Đừng có nói như vậy. Đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. La lớn quá à. Dễ ép. Cái con này quá dễ. La lớn rồi la lớn lại tao. Nó nhỏ hồi nó lớn. Không, la lớn luôn. Nghe đó. Không, biết. Không, tại nhạc lớn quá nó chịu không nghe. Nghe đâu rồi, bắt lớn quá. Nghe không? Bây giờ nó nghe rồi. Không nghe không nghe. Hiểu tao nói gì không? Không cần chưa. Vậy mày có thích mùa không? Hả? Mày có thích mùa không? Ừ. Muốn cô chưa? Em không nghe. Chị chỉnh nhạc lớn quá nghe. Em không nghe. Chị kéo mát volume á. Kéo mát volume. Em có thường kéo mát volume á Bèo. Hiểu không hả? Anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Động não lên nha. Đừng ngu ngu nha. Động não lên. Nè, vô nè. Cổ ngang chẳng góp. Lê ta chẳng nghe. Của ngang chẳng góp. Của ngang chẳng góp. Lời ta chẳng nghe. Của ngang. Của chuột. Của ngang chẳng góp. Lời ta chẳng nghe. Của. Của nuốt. Nuốt. Của ngang chẳng góp. Lời ta chẳng nghe. Của ngang chẳng góp. Của ngang chẳng góp. Lời ta chẳng nghe. Diễn tả đi bơi, diễn tả đi. Này diễn tả khó lắm. Của ngang chẳng góp. Diễn tả đi. Tao nói diễn tả khó lắm. Cái câu hình nữa khó. Của. Của ngang chẳng góp. Của ngang chẳng góp. Của ngang chẳng góp. Lời ta chẳng nghe. Của ngang chẳng góp. Lời ta. Diễn tả đi không ơi. Hết rồi luôn rồi. Cổ ngang. Cổ. Cổ ngang chặt nắm gót. Cổ. 2 1 không thì ngưng. Rồi biết nhiều nói nhiều. Lạ lắm, em không biết diễn tả rồi. Thua rồi. Cổ ngang
lời tài chẳng nghe. Của diễn tả làm sao? Giờ mình chia ba vòng đi. Hỏi má, hỏi má. May má, đại may má cái gì vậy đó. Nè, tao biết ngay, tao nói thằng chồng tao nó ngu, ở đây tao biết. Con này ngu nè. Trời ơi, tại ông không chốt. Em không được con nói đó. Em không biết bây giờ phải nói nhỏ. Thôi, bây giờ đổi chủ đề. Bây giờ đổi chủ đề, tại vì cái giáo dục ngữ á, mình nói mình đã diễn tả một cái miệng rồi đã khó rồi, bây giờ kiếm cái câu khó nữa. Cái câu này mà nãy tao lựa cái câu mà đồng vợ đồng chồng á là tại vì nó có từ lấy. Nhưng mà quan trọng tao tính là tao tính đâu là ông đồng là không biết cái gì. Mà ai ngờ tụi nó diễn tả biết hết trơn. Còn cái câu đầu tao nói thôi, tụi mày biết mới sợ á. Mà bà nội tiên chưa vậy chân nói cho mày âm tùm chân rồi. Em là chị. Rồi bây giờ mình sẽ chơi chủ đề khác, mình không có cái dòng ngữ nữa. Mình sẽ lấy tên của bài hát. Tên mày hát. Ok. Mày chơi đàng hoàng nha, mày chơi mày cười hả hoài vậy. Chốt đi. Biết sao không, tụi nó nói cũng đúng. Đeo tai nghe vô là không biết nó lớn nó nhỏ gì hết trơn á. Ủa? Đầy cái câu dài. Chốt đầy câu dài, mình đem luôn mình kiếm sao. Lấy bài tiếng Anh. Kiểu diễn tài đúng không? Không. Nhưng mà Cưng đã đeo tai phone rồi, Cưng sẽ không biết là cái âm lượng cũng phát ra là bao nhiêu, cũng hiểu không? Không thì giờ em cứ nói bình thường giống vậy nè. Cái này gì? Chồng ơi, chồng ngu quá rồi. Ngu đâu, nó nói không có. Quyên, sắp lại đi. Mày tập trung, mày nói không có mở miệng ra cười hả hả nha. Cái thời gian cười không biết bao nhiêu rồi. Không. Nghe không có cười luôn á. Ý là nó không nghe chứ là nó không hiểu luôn á. Em cũng không hiểu là chị nghe, chị lắng lỗ tai, chị gán lắng lỗ tai mấy khúc mà nó intro rồi đó. Nó giống như là nói bình thường thôi, không la là tao không nghe. Thì mình mấy đứa không ngu không khôn sang kẻ đi. Mấy bây giờ tự nhiên tao với Hòa lên trên này hết. Tới khúc con mớm cái không biết gì. Trời ơi, đây là đứa đầu tiên. Tụi tao tính mấy đứa khôn dồn lên trên thẳng chi lụm. Mà tao quên mà con mớm tới đây nè, là tới con mớm là hết trơn luôn rồi. Tới khúc con mớm là ngu luôn rồi. Nè, con mớm vừa đem Mỹ Linh vừa đem tai rồi đây. Tại nó không nghe kìa. Một miếng cây. Ông chạy vô nắp, một miếng cây. Cái đời hình sắp quá trời ngon. Ngóp rồi Mỹ Linh đêm tài, ba đứa không có đi học nữa trời. Có các bạn học tới lớp 9 lớp 10 rồi. Mỹ Linh mớm tài, ba đứa học tới lớp 7 đi rồi. Tới mớm tới lớp 10. Tới lớp 10. Mày tới Mỹ Linh, chứ tới Mỹ Linh hết trơn luôn. Không, cô lên được mà. Dễ em chị bé. Được không? Tên bài hát. Tên bài hát được đúng không? Kìa coi bên bỏ nó đứng luôn. Mặt nó nổi hầm hầm ở chân kìa trời ơi. Thắng mình cho bằng được cái gì nè trời. Thắng rồi rồi. Anh được cái gì á? Anh được cái gì á mập đó. Còn 2 vòng nữa Cưng ơi. Kìa con ác ma đó kìa. Con ác ma kìa. Ác ma đầu bự bệnh kìa. Nhìn lại cái quý. Kìa con ác ma đầu bự kìa. Đó. Hậu. Hậu thì điệp viên bên tao đó. Hậu phà nắc cho tụi mày đó. Hậu đang phà nắc đó. Căng quá vậy ta. Thư giãn đi mấy anh, mấy chị. Kiếm không anh phải, tại mình đâu biết gì chứ. Lên kêu mấy anh chị thư giãn đi. Kêu mấy anh chị thư giãn đi. Thư giãn đi mấy anh chị. Rồi. Kệ luôn. Thôi, giờ mình thua mình đi trước. Mình thua mình đi trước, rồi vô đây anh. Hồi nãy chị xa được anh sao. Tao không quên rồi. Bắt đầu này nghe rồi. Bắt đầu. 1 2 3. Rồi cho cầm thoại đó, cầm thoại luôn. Thôi cho nó mượn vậy thôi. Có hết rồi. Không có mắt đâu, đừng có lo, không có mắt. Lấy điện thoại lên đi Beo. Tới tháng các bạn tới tháng. Kinh Nguyệt. Nguyệt. Nó nhỏ. Nói khác. Bạch Nguyệt. Bạch. Đó. Bạch. Nguyệt. Quang. Quang. Nói nhỏ thôi nha, đừng có la nha. Và ba nhốt chu chu một. Chu không. Sát đi lại em đi em đi tắt hoài vậy con nghe nó đâu mình. Ừ đúng rồi đúng rồi mình giận anh coi giận nhỏ bà nói luôn cũng được cho tao mình không em không nghe đâu quậy anh nằm quậy lên kìa nó quậy kìa nó quậy kìa quậy lên đây quậy lên đây
Gớm gì? Gớm rồi. Rồi đi đâu? Rồi đi đâu? Mình. Mình. Mình quẩy lên nào. Mình quẩy lên đi. Rồi cái khúc này không hiểu. Khúc này nói chỉ vậy nè. Mình quẩy lên đi, quẹo bên tay phải. Quẩy lên đi. Nào gì nữa. Mình quẩy lên đi, quẩy gì nữa. Mình. 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 Quẩy lên đi. Mình quẩy lên đi. Mình quẩy lên đi. Cái tên này lạ luôn. Mình quẩy lên đi. Mình. Mình. Quẩy. Quẩy. Quẩy lên. Mình đi. Mình quẩy lên đi. Thành công rất hay. Rất là hay. Vâng, rất là hay. Giờ nói giờ quay xuống nói lại từng người đi. Sao mày bói à? Mình quẩy lên đi đó thì mình truyền đúng rồi đó. Mình quẩy lên đi rồi đó. Ờ, mình quẩy lên đi rồi. Không sao nó nói gì đâu. Sao con chó từng người nói vậy? Sao cái miệng con chúa nhét đúng mà sao con chúa nhét đúng vậy? Mày là bài gì? Mày là bài gì? Còn nhóm nói gì? Bà nốt chu sa. Không có lên tiếng. Bác. Đây vô, đây vô, đây vô rồi. Trời ơi. Thấy gì anh không thấy tí kìa. Chúng. Tranh giờ. Chúng. 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 Ơi con Mi ngồi vô nghe mày. Cháo. 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 Hành quân. Hả? Hành quân. Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Hành quân. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Chưa nó hết câu nữa. Hết giờ rồi. Hết giờ. Nè. Hành. Trời ơi, trời hết câu nữa. Bác. Nhỏ nhỏ. Bác. Bác. Bác Hồ. Bác Hồ. Nói không, không có lời bác. Nhỏ nhỏ. Bác. Bác. Cái mặt bê kìa, cái mặt bê kìa, cái mặt bê kìa, cái mặt bê kìa. Bác Hồ. Ừ. Bác. Quên rồi. Mẹ quên rồi. 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 Thấy cười sáng lên một tay rồi. Quay xuống kìa. Cùng chung cảnh với mẫu. Nói gì có biết gì đâu. Nói chen luôn. Mới nhảy dữ vậy mà. Không biết. Nó nói gì có biết gì đâu. Nó nói gì á. Nó nói gì có biết gì đâu. Không biết gì chứ. Nó nói gì có biết gì đâu. Không biết quần què này. Quần què này. Rồi. Các bạn, các bạn, các bạn cứ lên đọc cái này. Đập lại ngược mấy người. Lên đọc cái này. Quần què nói gì bắt hộ đó. Bắt hộ. Bắt hộ. Bắt hộ là gì? Đáp án kìa, đáp án kìa. Đáp án rồi. Đáp án là thằng quần què nói không biết gì đó. Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân. Em nói đúng, bác cùng chúng ba này á, bác bắt hộ. Bác cùng chúng cháu hành quân. Bác nói gần khúc cuối là đúng rồi. Nhưng mà mọi người nói xó lên tiếng nghe. Bác cùng. Không có nghe luôn nghe. Gì vậy? Thôi thôi. Nó cũng nơ luôn, mẹ nó đi chợ gì ở bên Thái á mà bà lựa toàn là nơ không luôn má. Tao nói mày hả, tao gặp chàng luôn. Thiệt. Cái chợ nơ ở bên Thái. Ờ đúng rồi, không phải là một mình nó nơ mà mẹ nó cũng nơ luôn nha. Mọi người quả hỏi Emmy á là sao đồ Emmy story và chuyến này nhiều nơ hơn bình thường. Đâu có nơ gì đâu mọi người. Đâu đéo coi nhiêu cái nơ. Đâu có nơ gì đâu. Hồi nãy có cái nơ nơ mà hồng kẹp lên cái đầu cái kìa, mà thấy thôi lố quá. Từ đây tới năm 31 tuổi còn nơ nhiều lắm. Mọi người biết là nói từ đây tới năm 31 tuổi còn nơ nhiều lắm mọi người ơi. Mỏi tay rồi. Đá hụng. Chú ơi. Trời ơi. Chú nông cứ để là mỏi thành bao chứ không. Cái đít.
Ê, đổ cho ông mà bằng hước mình á. Ok mọi người, tiệc đã tàn nhưng mà vẫn còn một dĩa xài và mấy lon nước bia, mấy lon bia. Giờ tụi mình quyết định sẽ chơi chua đe nha mọi người, mà chua đe thì sẽ không thể nào mà quay vlog lại cho mọi người coi được, cho nên là ok, và tụi mình sẽ kết thúc ngày đầu tiên tại đây nha mọi người. Không biết là chuyến đi này sẽ là một hay hai tập, thì nói chung là sẽ ngày đầu tiên sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai. Bye bye, chào mọi người. Bye bye mọi người đi, ngủ ngon nha. Kìa thằng khủng giống nó luôn, luôn đẻ giống nè, nhỏ mũi giống nó.